Ra có tình yêu. Dạ, em cảm ơn chị. Ủa, cái có cái tên nước cocktail này tên gì? Nếu như bạn nữ được thì bạn nữ đặt tên giùm em. Em đặt tên thử coi. Tạm thời chưa nghĩ ra chị ơi. Nhưng mà cái nước uống này là nó ngoài uống ngon thôi hay nó có ý nghĩa gì không? Tại vì cocktail thì phải có rượu. Thì em muốn chế vô đó xíu rượu cho bạn nữ sẽ say. Chế vô đó xíu rượu cho bạn nữ sẽ say. Nên này em cũng có nói là cao hơn em một cái đầu thì không phải chỉ là vấn đề về ngoại hình hay không, như ví dụ như là ở đây là thu nhập nữa. Ví dụ như lương hiện tại của anh bây giờ chỉ tầm khoảng 7 triệu. Cái vấn đề mà lương 7 triệu thì thật ra thì nó thấp hơn so với cái expectation của em. Vậy là mức lương của anh 7 triệu là thấp hơn của em nhiều. Thấp hơn mức mong đợi rồi đó. Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh MCV Media. Cảm ơn ứng dụng Hẹn Hò và Giữ Lửa Tình Yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta đã thấy nhân vật nam ngồi ngay đây rồi. Tường sẽ ra đưa bạn nữ vào và bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay nha. Bên trái. Rồi, có ngồi xuống. Rồi, xin mời hai bạn cùng mở mặt nạ ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu và mình nói to, nói lớn lên nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin chào chị Cát Tường, chào bạn nữ đối diện. Em tên là Phạm Thành Nam. Dạ, em sinh năm 90. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Củ Chi. Nam là đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm bên thiết kế nội thất. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh chắc là nấu ăn và pha chế. Hồi xưa có đi học làm bartender hả? Dạ, có. Em có học pha chế nước và pha chế cà phê. Có đi làm nghề chưa? Sao tự nhiên học bartender mà qua là thi công xây dựng? Hồi trước là em thích về pha chế. Rồi em cũng có suy nghĩ là em cũng muốn học nấu ăn. Dạ em chỉ muốn học hai thứ đó để sau này về mình làm cho gia đình mình ăn. Nấu cho vợ ăn. Trời, hay quá, lo xa dữ ha. Rồi còn điểm yếu? Dạ điểm yếu chắc là em không biết uống rượu. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em hay chơi game và đọc sách. Đọc sách nhiều hơn đi. Chơi game gì giờ này mà còn chơi game nữa, thiệt tình. Dạ. Rồi chào em gái, em tên là gì? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh. Em tên là Trương Thư, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thư làm công việc gì Thư? Em làm trong lĩnh vực quảng cáo ở agency á chị. Thì là sẽ tiếp xúc với các bạn kiểu như về sáng tạo rồi quảng cáo ở trên internet, ở trên mạng. Quê mình là ở đâu? Quê em ở Ninh Thuận, gái biển chị. Vào trong này lâu chưa? Dạ em vào chắc cũng khoảng được 10 năm rồi á chị. Nhưng mà gia đình mình còn ngoài kia hay là cũng vào trong Nam hết luôn rồi, Sài Gòn hết luôn rồi? Dạ ba mẹ em thì vẫn còn ở ngoài đó. Có hay thường về thăm quê không? Thỉnh thoảng thì cũng về vào những cái dịp lễ hoặc là hè khi có thời gian rảnh thì em cũng. Thư là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 91. Vậy là nhỏ hơn mình đây 1 tuổi ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Thư là gì nè? Chắc là vui vẻ, hòa đồng, nhưng mà cái đó cũng một phần là điểm yếu tại vì em hơi ngại giao tiếp với người lạ khi mà mới gặp á, khi nào mà thân rồi á thì em mới có thể cởi mở để nói chuyện được. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em chủ yếu là coi phim với lại đọc truyện tranh. Rồi. Bên đây đọc sách là đọc sách gì? Em thường thì em sẽ đọc sách về tâm lý nhiều hơn và sách kinh doanh. Bên đây đọc truyện tranh. Đúng có rồi. Chơi game không? Dạ không, chị em không biết chơi game. Không chơi game. Rồi, ngoài ra mình còn có cái sở thích gì nữa không? Thích đi du lịch. Đi được những đâu rồi? Em đi được Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Dạ. Thích đi du lịch không? Dạ cũng thích. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu một xíu về tình trường để hai bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn nha. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 3 mối tình. Trong đó là có một mối tình để mà mình gọi là khắc cốt ghi tâm á. Quen như thế nào? Lúc tại đó sao là em làm ở trong một cái quán cà phê. Làm pha chế chính rồi đó. Bạn đó là phục vụ. Cái ngày đầu tiên bạn đó đi làm á, có nghĩa là khi mà đã đi ngang nước qua nhau, kiểu như người ta hay nói là tiếng sét ác tình gì đó, thì mình thích đi, rồi bạn đó cũng thích, rồi khoảng một thời gian á, em với bạn đó bắt đầu mới quen nhau. Quen tầm khoảng 5-6 tháng gì đó thì lại chia tay. Nhưng mà lý do sao chia tay? Cái lý do mà để chia tay á là có nghĩa em lớn tuổi hơn bạn đó. Lớn hơn mấy tuổi? 8 tuổi. Bạn đó lại đang làm thì lại muốn đi Sài Gòn để mà làm. Lúc đó là quen nhau là ở Tây Ninh á, ở Củ Chi á. Dạ Củ Chi. Thì bạn đó muốn đi Sài Gòn để làm. Mình tôn trọng bạn đó thì bạn đó đi thôi. Thì khi mà đã
xa nhau nhiều, mọi người cũng đều có công việc riêng thì nó lại xa mặt cách lòng. Dạ, chứ dạ, nếu dạ, cổ không đi là chưa có chia tay phải không? Dạ. À, nhưng mà lúc đi là có chia tay chưa? Hay là đi rồi từ từ mới nhạt, hay là trước khi đi là chia tay luôn? À, dạ đi rồi. Hai người yêu nhau mà lúc bắt đầu ví dụ mỗi người một chí hướng mà đi riêng á, thì lúc nào cũng hứa hẹn là mình đi mình vẫn giữ liên lạc, mình nghĩ rằng mình đi thôi chứ tình yêu mình đẹp lắm, đi đâu thì mình cũng yêu nhau, nhưng mà thật ra trên thực tế nó phũ phàng lắm. Mình phải như thời xưa đâu, thời xưa thời còn chiến tranh ông bà mình chung thủy chờ chồng rồi thế, bây giờ khó lắm, không có đâu quý vị ơi. Cho nên yêu nhau là phải ở gần nhau nha quý vị, thà mới bắt đầu yêu là yêu xa, xác định tư tưởng từ đầu á chị. Có nghĩa là thà như là mình trên mạng rồi gì mình quen mới đầu mình yêu nhau thì mình đã ở xa rồi, rồi cái mình hẹn một ngày mình trùng phùng mình gặp nhau, chứ mà đã gặp nhau rồi yêu nhau rồi mà bắt đầu mới xa là thế nào cũng xa, bắt đầu mới xa là thế nào cũng xa. Đó là kinh nghiệm của tôi, đừng mấy bạn đừng ảo tưởng là xa nhau vẫn yêu nhau nha, không có đâu, đúng không chị nói vậy đúng không em? Dạ, à, rồi vậy bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Như bạn kia nói thôi, hòa đồng, vui vẻ thôi. Rồi tính tình em thích người hiện đại hay là một người cổ điển, hay là có điều gì mà em không thích ở một người phụ nữ không? Nếu mà gọi là liên quan về tính tình của người phụ nữ á, em đều thích á, em đều thích á. Dạ. Bây giờ tính hết sao cũng được hết. Dạ. Chua ngoa chảnh chẹ rồi gì cũng được luôn. Dạ. Ôi trời đất ơi, nhõng nhẽo rồi mè nheo rồi cũng được luôn. Dạ, đàn ông thích phụ nữ nhõng nhẽo. Nói nhiều được luôn. Dạ. Phụ nữ nào cũng nói nhiều nha. Dạ. Trời hay vậy ta. Rồi rồi. Có điều gì vậy thì điều gì em không thích ở người phụ nữ? Quản lý mình quá. À. Công việc của em á là đi làm, đi tới công trình hoặc là mình đi gặp khách hàng, mình đi nhiều. Có nhiều bạn lại quản lý thì mình cắt thái quá. Khi mà mình nói là mình đi công việc hoặc là mình đang có khách, cứ điện hay là nhắn tin mình cứ bảo anh về hay làm này làm kia vậy đó, thì mình phân tâm trong công việc. Mình lại phân tâm. Với lại trong lúc mà mình nói chuyện với khách hàng á, mà có nhiều cuộc điện thoại quá thì cũng không hay lắm. Ừ, hiểu chị. Dạ. Hiểu. Nói chung là cũng phải có cái niềm tin, nhưng mà quan trọng là mình cũng phải tạo niềm tin cho đối phương nữa. Dạ. Rồi tới phiên em, tình trường mình sao nè? Sống trên đời 31 năm chưa biết mùi yêu đương là gì. 31 năm chưa biết mùi yêu đương là gì. Trời đất ơi, tại sao vậy? Tại sao uổng phí tuổi thanh xuân vậy? Em phải gặp chị Tường sớm hơn chứ. Đúng rồi đó chị, em mà biết thì chắc em cũng đã trải qua mấy mối tình rồi, nhưng mà rất tiếc là... Nhưng cho chị biết là tại sao nè, em có bao giờ suy nghĩ cái hai chữ tại sao như vậy không? Chắc là do duyên chưa tới thôi, tại vì từ lúc ra trường rồi đi làm tới giờ cuối tuần em cũng ít đi chơi, chủ yếu là làm việc, nên là cũng ít ra ngoài tiếp xúc, nên là không có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Nhưng mà ít ra thì trong 31 năm như em nói thôi, tôi bỏ 31 năm tôi bỏ ra ra 18 năm thì em cũng phải còn 13 năm. Rồi không lẽ trên đường đời em đi qua đi lại không có thấy một bóng nam nhi nào xuất hiện, em không thích ai mà cũng không ai thích em sao? Thấy một bóng nam nhi xuất hiện nhưng mà bông đã có chậu rồi chị. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Bông có chậu hả? Rồi không lẽ không có một người nào để ý quan tâm đến em sao? Để ý mà chắc không nói ra nên em cũng không biết nữa. Trời ơi, cái tầm quan sát của em cái bán kính nó hẹp vậy? Rồi em cũng nhìn rộng lắm, nhưng mà tại vì như em nói em cũng nhát lắm, nên là kiểu như ai chủ động tới thì em mới đáp lại thôi, chứ còn chờ em kiểu giống như là thêm nhẹ chờ em tự nhận ra thì nên mới thành giờ đó chị. Có bao giờ em thấy buồn hoặc là em thấy cám cảnh thường thứ bảy chủ nhật cuối tuần người ta hồi lễ Tết người ta đi chơi có đâu có cặp mình không có không? Lâu lâu thì cũng tủi thân lúc mà bệnh này nọ cái kiểu con mình đó chị. Tự đi mua thuốc rồi cái kiểu tự đi khám bệnh cái có kiểu. Quan sát những cặp đôi hay bạn bè xung quanh mình người ta yêu nhau cái mình nói trời ơi sao người ta sướng hơn mình không? Ai tại xung quanh em ai cũng ế, xung quanh em ai cũng ế. Trời ơi, có bao nhiêu rủ cho chị Tường hết đi. Vậy là em chơi với bánh bèo không ạ? À? Dạ cũng có bạn nam nhưng mà cũng gần như là bánh bèo luôn đó chị. Trời ơi là trời, rồi ba mẹ dưới quê rồi gia đình rồi có ai hối thúc gì chưa? Ở dưới quê tuổi 31 là con cái lùm đùm lề đề rồi nè. Dạ cái chương trình này là gì em đăng ký cho em à, đó. Trời ơi tiếc quá. Tôi nói tuổi trẻ là chỉ có làm việc để khẳng định bản thân, và cái quan trọng thứ hai là phải yêu. Yêu con người mình nó mới tươi mới, nó mới thoải mái, nó mới dễ chịu. Dạ. Yêu nghe chưa? Có cơ hội là phải nắm bắt liền. Ngày hôm nay có hay không chị chưa biết, nhưng mà dù hôm nay hay ngày mai hay đi ra ngoài đường, có cơ hội là phải nắm bắt. Rồi vậy bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì em hy vọng là ảnh cao hơn em một cái đầu. Tính cách thì em thích một người kiểu như là chín chắn, nói ít làm nhiều. Cũng không có gia trưởng và không có hút thuốc, uống rượu bia, nhậu nhẹt, rồi cờ bạc, có ý chí cầu tiến. Này có hút thuốc không? Dạ có chị. Có nhiều ít?
Dạ có ít rồi. Thật ra giống như hồi nãy bạn này bạn nói mà chị chịu nè. Bạn này bạn nói là điểm yếu của bạn đó là không biết uống rượu. À, có nhiều người bạn nam lên chương trình hỏi điểm mạnh điểm yếu thì bạn trả lời dạ điểm mạnh của em là không biết uống rượu. Nhưng mà lần đầu tiên tôi nghe có một bạn nam lên chương trình mà trả lời là điểm yếu của em là không biết uống rượu. Mà tôi thì đồng ý với ý kiến của bạn này. Thật ra Nam Nhi cũng phải có một cái chút gì đó là nó phải có trải đời. Nó phải có chút xíu rượu bia thuốc lá nhưng mà ít thôi. Có nghĩa là uống để làm gì. Bây giờ em thấy không, hàng buổi chiều các em ra ngoài đường em thấy quán tự nó buổi chiều. Ở Việt Nam mình buổi trưa thôi, bằng buổi sáng thôi. Ra quán xá là ăn nhậu là cũng đông. Tại vì biết sao không? Ly rượu nó bắt đầu cho cái câu chuyện. Yeah. Bao nhiêu cái hợp đồng, bao nhiêu cái ký kết, bao nhiêu cái liên hoan, họp mặt. Ta làm một cái dự án gì thành công, người ta cũng ra ăn uống giao lưu. Mà ra uống giao lưu thể nào cũng có một chút gì đó nó ly bia. Mình ta mời mình không muốn được giọt nào là nhiều khi mình cũng mất cái cơ hội làm ăn đó. Chị nói thiệt. Đúng không? Dạ. Cho nên là đương nhiên mà tứ đổ tường là mình không được đụng vào, mình không lấy. Nhưng mà phải có một biết một chút để mà mình giao tiếp với mọi người thì cũng tốt. Thì uống vẫn được nhưng mà ý là mê nhậu nhẹt. Đúng rồi, mê quá chị. Ngày nào cũng lè nhè về bỏ vợ bỏ con là không được. Hoặc là đam mê mà quên công việc là cũng không được. Em có hình ảnh gì không cho chị mượn coi? Trời đất ơi, gì ghê vậy? Cho em coi hình của ảnh cho em sợ chơi. Đoán thử coi anh nào là anh mà bữa nay chương trình giới thiệu cho em. Em đoán anh đeo kính. À, hai người đều đeo kính mà. Anh đeo kính cận. Tại sao em đoán anh đeo kính cận? Cảm giác thôi chị. Cảm giác hả? Em thích dạng sao? Em thích cái gu đàn ông như thế nào? Giống trai Hàn Quốc là được, giống trai Hàn Quốc là được. Trời đất ơi, trời Hàn Quốc. Rồi, đâu, coi hình của em coi. Bốn cô này sẽ có một cô chị làm mai cho em. Em thấy em thích cô nào? Chắc bạn này quá, em nghe tiếng nói. Tại sao em lại chọn bạn đó? Nghe kiểu như là chắc là cái cổ của bạn sẽ cao, hơi cao một xíu. Hoặc là bạn nói bạn thích đi du lịch nhiều hơn thì người ta sẽ thoải mái. Nhìn cái tướng đi, cái bước đi của bạn kiểu thoải mái hơn. Người này đúng là người sành sỏi thiệt. Cái cổ cao là nói nhiều, tụi hay ghê luôn. Không phải nói nhiều mà là nó, cái giọng nói. Giọng nói là cái cổ cao. Rồi cái tướng này thể thao đi du lịch nhiều. Trời ơi, rồi cầm đi để tôi mở cửa trái tim ra coi phải không nha. Nè, nhìn đi. Xin mời hai bạn hướng mắt về cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Này vui thôi, coi như thần giao cách cảm có hay không thôi. Rồi. Ủa, anh chọn người đó đúng em luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời, hay dữ vậy ta. Ba cô tóc dài chỉ nghe cô tóc ngắn. Còn em là trất quốc rồi ha. Dạ. Rồi, hai người chào nhau đi. Trời, quà cáp gì tùm lum kìa. Dạ, em có ít đặc sản của Tây Ninh gửi cho bạn. Mình đưa nguyên cái mâm qua luôn đi. Nguyên cái mâm đi hả? Bưng lên, đưa dài qua gì qua nè. Đó. Với có món quà em tự làm. Đâu quà tự làm là cái gì đâu. À rồi rồi, mình để xuống rồi từ từ mình khui quà. Đây em có món quà tặng không anh? Cảm ơn. Để anh về anh khám phá thử coi là có thích món quà này không. Bây giờ mình khám luôn chứ dễ gì nữa. Giờ ngồi xuống khám nè. Em coi cái quà ảnh làm là cái gì trước nè. Khám phá trước đi. Ồ, cái này là vòng tay. Coi có ý nghĩa gì em nha. Dạ em có để nhiều cái hạt nhỏ nhỏ, em có chữ trong đó chị. Ủa? À thôi, về rồi mình tự ghép ha anh. Em muốn ghép best friend cũng được, boyfriend cũng được, hay là ghép powder cũng được. Hay vậy. Ủa mà em tự làm luôn hả? Dạ. Làm bên đây cái đó là nhắn được ba chữ thôi. Boyfriend, best friend, best powder. Best powder. Dạ. Trời đất ơi, không, anh này thông minh, anh này đúng là người có chiều sâu. Khui qua, khui qua. Đến thơm. Dạ. Mục đích anh có thích món quà này không? Thích. Ừ, tại vì thật ra thì em thích những cái mà có hương thơm, về ở trong nhà cũng thỉnh thoảng hay có đốt nến thơm để thư giãn chiều chiều á, thì em tặng cái món quà này với bạn đếm là ảnh cũng thích cái món quà này thì cũng coi như là cùng gu với em. Ồ, được. Bây giờ có em gửi quà của chị Tường. À, gửi quà cho chị ha. Dạ. Cũng là đặc sản ở dưới đó luôn ha. Dạ. Đặc sản quê em ha. Rồi cảm ơn, nay có đồ ăn ăn rồi. Bây giờ mình sẽ biểu diễn, mình có đem đồ gì theo pha chế đồ gì không? Ừ, dạ có chị. Đáng lẽ chị nghĩ phải có một cái ly nước gì đó pha chế cho bạn ha. Dạ dạ dạ. Rồi chuẩn bị đi, làm liền. Tiếp đây em sẽ làm hai ly cocktail cho chị Tường và bạn nữ. Hai ly cocktail này em làm, em lấy cái táo xanh làm nguyên liệu chính. Tại vì táo xanh cái vị nó nồng. Ừ. Dạ, em muốn bạn nữ uống vô sẽ nhớ hoài. Trời ơi. Em thì không có uống rượu được, nhưng mà em lại làm cocktail được. Uống cocktail thì cũng được chút chút. À,
mình phải làm dập cho nó ra cái vị, dạ, cái táo đúng không? Dạ. Có bạn trai biết pha chế, biết nấu ăn, biết ra ngoài đi làm kiếm tiền nữa, thấy được không? Khoảng nấu ăn là em chịu đó chị. Nấu ăn là chịu ha. Dạ. Vụ này cũng được mà, ăn nó có chiêu chiêu đãi em thích đột nến lên ha. Làm hai ly cocktail ha. Chị thấy bộ ổn quá nha. Mỗi bữa ăn làm ly cocktail vậy nó cũng dễ tiêu nữa. Dạ đúng rồi. Quá trời quá đất. Em cảm ơn. Nhìn đẹp mắt ha, trang trí đồ đẹp ha, hai chị em mình cùng ly cái coi. Vô chị. Vô. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Chúc em hôm nay có tình yêu. Dạ, vô. Em cảm ơn chị. Mình này thiếu cái bụng. Fresh chị. Ồ, được, được. Ủa, cái có cái tên nước cocktail này tên gì? Nếu như mà bạn nữ được thì bạn nữ đặt tên giùm em. Em đặt tên thử coi. Tạm thời chưa nghĩ ra chị ơi. Nhưng mà cái nước uống này là nó ngoài uống ngon thôi hay nó có ý nghĩa gì không? Tại vì cocktail thì phải có rượu. Ừ. Thì em muốn chế vô đó xíu rượu cho bạn nữ sẽ say. Chế vô đó xíu rượu cho bạn nữ sẽ say. À, mục đích là uống để cho bạn nữ say em đó. À, thôi bây giờ đã có rượu rồi thì mình phải ăn chứ, chương trình mình là hẹn ăn trưa. Bây giờ thì mời các bạn, chị Tường sẽ ra ngoài một xíu để thưởng thức ly cocktail này. Bây giờ hai bạn sẽ ngồi đây vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Cái gì mình cần tìm hiểu mình tìm hiểu nhau kỹ nha. Một chút xíu nữa, ít phút thì chị Tường sẽ quay lại, được không ạ? Rồi, mời hai bạn. Mời em. Em làm công việc này bao lâu? Từ lúc mà bắt đầu đi làm á là đã làm trong cái lĩnh vực mà marketing truyền thông rồi. Cũng như công việc của anh là về thiết kế nội thất, là kiểu như là lên bản vẽ rồi rồi sau đó là giám sát thi công hay như thế nào anh ha? Anh sẽ tư vấn nội thất cho khách hàng. Thường thì nếu mà người ta đặt anh trọn gói thì anh sẽ lên bản vẽ luôn, tạo lên thi công luôn. Nếu như mà có nhiều cái thợ không làm được thì anh cũng vẫn sẽ đứng ra làm luôn, chứ anh cũng không có trông chờ như thợ nhiều. Phụ nữ coi trọng sự nghiệp, có nghĩa là công việc của em cũng khá là bận, thường sẽ phải đi làm về trễ và sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình hoặc là tập trung cho những mối quan hệ nhiều. Thì em không biết là anh có mai cái chuyện đó hay không, hay là thích những người phụ nữ là sẽ thu mình về rồi thích lo cho gia đình nhiều hơn. Anh không coi trọng gì đó, tại vì khi mà mình đã có duyên với nhau rồi thì mình tự khắc mình chỉ biết dung hòa chuyện đó lại. Chỉ có là hai người có đồng cảm và thông cảm cho nhau là không thôi. Không có bất cứ ai là sanh ra đã hợp nhau hết. Chỉ có hai người có chấp nhận nhau là không thôi. Nhưng mà nhiều khi em bận quá, ví dụ như anh nhắn tin cả ngày em không thấy em trả lời gì hết. Hoặc là cuối tuần thứ bảy chủ nhật lâu lâu mới gặp nhau mà kêu thôi em mệt, đi làm cả ngày, đi làm cả tuần mà mệt quá, bây giờ em không muốn đi ra ngoài chơi. Thì lúc đó anh như thế nào? Nếu mà cách đây khoảng 10 năm hay là mười mấy năm gì đó thì anh sẽ giận rồi. Tại lúc đó anh còn trẻ. Bây giờ thì anh cũng đã 32 rồi, suy nghĩ anh cũng đã chín chắn hơn rồi. Mình cũng đâu có kiểu đó mà điện thoại không nhắn tin cái giận, anh không có vậy. Dạ. Anh chỉ cần hai người đồng cảm với nhau thôi là được. Và hiểu cho nhau. Mức lương của chồng bao nhiêu là đủ? Đối với em nha, mức lương của chồng á phải cao hơn em. Em không chấp nhận những người mà lương bằng hoặc là thấp hơn so với của em. Nên nãy em cũng có nói là cao hơn em một cái đầu. Thì không phải chỉ là vấn đề về ngoại hình hay không, mà về vấn đề về suy nghĩ, rồi về những cái như ví dụ như là ở đây là thu nhập nữa. Ví dụ như lương hiện tại của anh bây giờ chỉ tầm khoảng 7 triệu. Anh chưa có nhà, anh cũng chưa có xe. Em nghĩ thế nào? Cái vấn đề mà lương 7 triệu thì thật ra thì nó thấp hơn so với cái expectation của em. Vậy là mức lương của anh 7 triệu là thấp hơn của em nhiều. Thấp hơn mức mong đợi rồi đó. Vậy chứ em mong đợi cái người chồng của em là mức lương sẽ được bao nhiêu? Không có mức cố định đâu, tại vì ấy là em khi mà em đi làm thì càng ngày em càng thăng tiến thì cái mức lương của em sẽ càng ngày càng cao. Em còn một người lúc nào lương cũng phải cao hơn em. Anh này anh ví dụ nha, ví dụ như mức lương của anh cao hơn em đi, anh kinh doanh mà, thì trong một lúc nào đó gặp trắc trở trong công việc, có thể là anh phá sản luôn, có thể là anh mắc nợ luôn. Được quá, em lấy thôi.
vấn đề đó xa quá, em chưa nghĩ tới ở thời điểm này đâu anh. Anh nghĩ là nghĩ xa quá cũng không tốt, mà mình nghĩ gần quá cũng không hay. Tại vì trong cuộc sống mà đâu có ai sẽ suôn sẻ hoài đâu, cũng đâu có ai sẽ thành công mỹ mãn hoài đâu, cũng phải có lúc mình vấp ngã. Cái lúc mình vấp ngã đó, cái người đồng hành cùng mình có chịu chia sẻ và đồng cảm với mình hay là không? Chia sẻ đồng cảm thì dĩ nhiên là có, tại vì phải coi là cái mối quan hệ của mình lúc đó là ở cái mức độ nào. Cuộc đời đâu ai nói trước được, lên voi xuống chó mà. Thì đến lúc mà làm ăn mà nó xa cơ lỡ vận thất thế đó, thì cái đó còn coi cái phước phần của mình nữa, coi cái người kế bên họ có tiếp tục đồng hành với mình để vực dậy tinh thần của mình để vượt qua hay không. Còn thí dụ như cái lúc mà bạn đang làm mà tiền vô tiền như nước đó, nhưng mà bạn hay đi sớm về khuya, bạn có bồ bịch, bạn có bồ nhí, bạn bỏ con vợ ở nhà chèo queo, rồi vợ phải khổ sở, phải ghen tuông, thì đến lúc mà bạn xa cơ thất thế và bạn muốn vợ bạn đồng hành cùng với bạn thì nó cũng khó. Với lại thật ra cái này cũng tùy duyên số, nói vậy thôi. Chứ có nhiều người á, giàu có thì ở bên nhau, nhưng mà chỉ cần một trong hai xa cơ thất thế thì cũng là người kia cũng ngoảnh mặt mà đi thôi, chứ cũng chưa thẳng người đó ngoảnh mặt mà đi là do người kia xấu với họ đâu. Cái này còn tùy vào đạo đức của mỗi người, tùy vào cái duyên của họ, cái phước phần của họ nhiều hay ít nữa, chứ than thân trách phận làm gì. Nếu muốn người ta không bỏ mình đi thì mình đừng cố gắng, đừng để mình xa cơ thất thế. Thậm chí có những người đàn ông khi họ xa cơ thất thế, chưa kịp để người vợ phải có hỏi có bên cạnh họ hay không, dù có những người họ mặc cảm, họ tự ti, họ tự ái, khi mà họ thấy họ xuống cái là họ tự họ rời đi luôn nữa, chứ đừng có nói. Cái đó chị thấy nhiều trên cuộc sống rồi đó. Cho nên là còn cái chuyện mà quay lại cái mức vụ mức lương bạn 7 triệu á, tôi không tin. Làm gì có cái vụ thiết kế thi công công trình nào mà lương 7 triệu, lên đây còn phải đặt chơi thử lòng nữa, trời ơi xưa rồi bạn ơi. Nhưng mà ý là bạn ấy vẫn lo lắng cái vé thứ hai, là tôi hiểu cái vé đầu là bạn ấy muốn thử lòng, nhưng mà đừng bao giờ dại dột như vậy, đặc biệt là trong tình yêu chả có gì phải thử hết. Trời ơi, người ta quen nhau mà 10 năm, 20 năm đẻ bao nhiêu đứa con thì mà người ta vẫn còn ly hôn nữa thì mắc gì phải thử. Em mới 31 à, nhưng mà chị tới 45 lận, em phải nghe lời chị, ok? Dạ. Rồi bây giờ khai thiệt tôi là giờ ơi, Củ Chi có nhà chưa? Tây Ninh có nhà chưa? À, Tây Ninh thì có nhưng mà Củ Chi thì chưa vậy. Tại vì gia đình em đi về Củ Chi thì mua đất xây nhà để ở rồi. À. Thì em muốn tự lập một mình nên em đang ở riêng một mình. À. Còn nhà đất trên Tây Ninh thì cho người ta thuê. À thì đó thì là có. Mình tự nhiên em nói chưa vậy, lẽ giờ nhỏ lớn mà ở mình vợ nhà thuê. Với lại cái mức lương của em hiện tại thì em cũng không biết em nhiêu nữa. Nhưng mà đương nhiên nó không phải là 7 triệu. Dạ. Nó sẽ dao động. Dạ, dạ. Nó sẽ dao động, có lúc mà nó nhiều job tới, giống như dạ. Ngay cả bạn này cũng vậy hay là chị cũng vậy. Có những tháng lương chỉ ví dụ như nó là 20 triệu, 30 triệu là cái lương cơ bản mình sẽ nhận, cái là mức tối thiểu, minimum. Nhưng maximum có những tháng cả trăm triệu, nhưng mà show nó vô thầu nó tới. Đúng không? Chứ không thể nào lương 7 triệu được. Và mình có nhà sao mình lại nói mình không có nhà? Dại dột. Rồi, hồi nãy chị ra ngoài, chị thấy ở ngoài có rất là nhiều phụ huynh, người thân đang ngồi, không biết là gia đình của bên nào, em có đi với ai? Dạ, em chỉ đi với đứa cháu chứ. Đứa cháu, em đi với ai? Dạ, em đi với bạn, với dì, với mẹ. Rồi, có bạn, có dì, có mẹ nữa, dạ. Mời gia đình của hai bên vào trong ạ, mời cô vô trong này cô ơi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Trước tiên chắc là phải hỏi ý mẹ trước. Thì hôm nay mẹ có cái cảm nhận như thế nào về cái cuộc gặp gỡ này ạ? À? Đúng là lần đầu mới đi hẹn hò. Dạ. Thì gia đình cũng đúng phúc ghê lắm. Dạ. Mấy chịu đăng ký đi hẹn hò. Giờ thì thấy qua trao đổi các cái chuyện. Thì về thì bên trai. Dạ. Mẹ thấy là anh này được. Còn ấy nấy cái chuyện của người tôn giáo cũng biết như thế nào. À. Còn cuối cùng là của con. Là nhà mình là đạo là Thiên Chúa Giáo. Ồ, em có đạo gì không? Dạ em chưa có đạo. Chưa có đạo gì. Dạ giờ cô muốn hỏi, cô cứ hỏi trực tiếp đi, theo yêu cầu của gia đình mình. Nếu mà con chồng em thì mình có thể là theo đạo Thiên Chúa hay không? Cái chuyện theo đạo Thiên Chúa thì con sẽ chấp nhận được. Dạ tại vì đạo nào cũng vậy, cũng hướng mình làm tốt, làm thiện thôi. Còn đây dì là người đăng ký cho cháu phải không dì? Dạ hôm nay dì có suy nghĩ như thế nào về cuộc gặp mặt này ạ? Thôi thúc con đăng ký, nhưng mà qua nãy giờ dì Mười theo dõi thì thấy là cậu này là được về hình thể, về nghề nghiệp, về cách ngồi ăn hay là nói chuyện. Thì là thì dì Mười là được, có thể sẽ hơn con cái đầu. Dạ có thể, dạ đây là những người lớn không đó. Dạ.
Và dì Mười cho hỏi một câu nữa là dạ, bây giờ hai đứa sẽ tiếp tục tìm hiểu, nhưng mà giả sử mà nên được á thì sẽ ở đâu? Đó, ví dụ như con với bạn có nên duyên được á thì con với bạn sẽ cùng nhau thống nhất và đưa ra một ý kiến chung, hai người sẽ đi ở đâu và ở đâu. Có nghĩa là con tôn trọng ý kiến của bạn. Phải tôn trọng ý kiến của vợ. Lúc đó là vợ á, lúc là vợ rồi là phải tôn trọng ý kiến của vợ. Thật ra cái nghề nghiệp của hai bạn này thì thấy ở đâu cũng được. Ví dụ để mà mở quán cà phê, để tự mình làm chủ mà, thì ở đâu cũng được. Hoặc là làm cái nghề thiết kế như các bạn thì ở đâu cũng sẽ có công trình. Ngay cả bạn này cũng vậy, mình cũng có thể cân nhắc tùy theo. Tại giờ chưa tiết lộ mức lương, chưa tiết lộ công việc. Yêu nhau rồi mới tìm hiểu coi ở nơi nào mà cái kinh tế hai đứa nó vững hơn thì mình sẽ ở thôi. Rồi cháu phải không? Cháu làm sao? Cháu ruột. Cháu ruột luôn. Rồi hôm nay theo là thấy như thế nào? Cậu độc thân lâu rồi. Bạn có thấy trước mắt thì thấy bên chị là được. Thì gia đình cứ cậu là do cậu thôi, người quyết định là do cậu. Bản thân cậu rung động với chị thì cũng do cậu thôi. Rồi nãy mà chị Tường la cậu cái vụ phân tích cái vụ kia cho cậu, có nghe thấy đồng ý không? Thấy ổn đúng không? Ổn. Đúng không? Cậu là người hay mà lấy quyết định của mình để nhận xét về bản thân mình. Nhận xét hoài. Ở nhà cũng hay nói. Cho nên độc thân biết. Chứ còn cậu là nhà cửa có đàng hoàng phải không? Công việc ổn định đúng không? Mình tự nhiên đi vô nói cái gì, nói gì mà thấp tè dưới vậy là mất bảy bà hết sức. Phải tự tin lên nha. Không, đó cũng là tính khiêm tốn thôi. Rồi còn con thấy sao? Dạ con cũng thấy là anh hợp với bạn. Anh hợp với bạn. Tại vì ban đầu thì do như bạn nói thì bạn có hơi để ý ngoại hình của bạn em một xíu. Nhưng mà ngoại hình thực ra nó cũng không phải là điều tiên quyết. Và anh có những cái điểm tốt khác mà em đánh giá là có thể phù hợp lâu dài với bạn. Rồi, vậy thôi Tường cảm ơn ý kiến của những người thân của mình nha. Em có ngại đi xa không? Đi xa là xuống dưới Củ Chi. Ví dụ cụ thể trường hợp này là vậy đó. Thật ra thì hiện giờ công việc của em thì đã ổn định ở trong Sài Gòn rồi. Thì em sợ là đối với cái đặc thù ngành nghề của em là nếu mà sẽ phải đi xa ngoài Sài Gòn thì sẽ khó để làm việc và để tìm được việc hơn. Nên là em vẫn prefer là ở Sài Gòn hơn. Còn công việc của em thì như thế nào? Nếu mà phải xa cái nơi em ở thì em có khả năng làm được công việc của em không? Dạ được chị. Tại vì công việc của em là thời gian do em quyết định. Rồi, thế thì bây giờ trò chuyện cũng nhiều rồi, cũng nghe ý kiến gia đình người thân rồi. Thì bây giờ là giây phút hai bạn sẽ lắng động lại một chút để xem là mình có đồng ý mình bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Thế bây giờ chị cho tụi em một chút xíu cái sự thân thiết một chút. Xin phép đi, rồi nắm tay rồi trò chuyện thử xem sao. Hôm nay tới đây anh với em gặp nhau ở đây, anh nghĩ cũng là một cái duyên. Bạn có thể cho hai đứa có một cơ hội để cùng nhau tiến xa hơn. Hy vọng là mình có thể có nên được thành đôi để có nhiều cơ hội mình tìm hiểu về nhau hơn. Rồi, giống như Tường đã chia sẻ rồi, giới thiệu, mai mối, nói vô, nói những điểm tốt, điểm xấu để cho các bạn tự nhìn nhận nhau, đó là công việc của bà Mai. Nhưng quyền quyết định có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Thật sự bấm nút khi ta rung động, thật sự bấm nút khi chúng ta muốn. Còn nếu chúng ta không muốn thì chúng ta có quyền không bấm. Không phải bấm vì lịch sự, bấm là vì chính bản thân mình. Bấm là vì cho đối phương và bản thân mình một cơ hội. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Rồi đặt tay vào đi các bạn. Nhắm mắt lại, lắng nghe cái trái tim của mình mách bảo. Một. Có nghĩa là công việc của em cũng khá là bận, đi làm về trễ và sẽ không có thời gian chăm lo cho gia đình. Anh không coi trọng gì đó. Chỉ có là hai người có đồng cảm và thông cảm cho nhau là không thôi. Không có bất cứ ai là sanh ra đã hợp nhau. Chỉ có hai người có chấp nhận nhau là không thôi. Hai. Nên nãy em cũng có nói là cao hơn em một cái đầu. Thì không phải chỉ là vấn đề về ngoại hình hay không, về vấn đề về suy nghĩ, rồi về những cái như ví dụ như là ở đây là thu nhập nữa. Ba. À,
chị Tường chúc mừng cho hai bạn, chúc cho hai bạn có những cái thời gian tìm hiểu nhau nó thật là vui, thật là lãng mạn. Rồi đây là chị Tường có món quà từ chương trình gửi tặng cho em gái để làm đẹp nha. Dạ, tặng quà thôi vẫn nắm tay. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Nhớ đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nhé. Chương trình Bà Mối Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của Sweet Couple, ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu. Không chỉ với người độc thân mà còn với các cặp đôi thì Sweet Couple cũng có nhiều tính năng hấp dẫn giúp cho họ yêu và hiểu nhau nhiều hơn nha. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.